chào anh em. Làm cái cây này chia sẻ cho anh em xem chơi vui anh em ơi. Thì mình có cái cây mai này mình đã trồng trong đây, nó sống quen rồi nè. Nó mình trồng qua cái bứng lên và trồng vô cái bầu này cũng khoảng 4 5 tháng vậy anh em ơi. Thì nó bắt đất, nó sống khỏe rồi ha. Thì cái này bây giờ mình uống, mình chỉnh sửa lại cho nó đổ dài lòng thòng anh em ơi. Do cái cây này cái cành của nó rất là dài nè, nó dài quá dài đi, nó cũng như mấy cái cây kia thôi. Thì bây giờ mình mới quấn cái dải vô cái thân cây nè. Thường thường mấy cái cây vậy nó đưa cái lưng lên nè, nó không có cái gì nó che nắng, nó không có cái tán lá của nó tự nhiên á, nó che nắng thì nó dễ bị nắng nó cháy hư cái cây này ha. Giả lại thường thường cái lưng này nè nó đâm chồi dữ lắm, mình quấn cái này thì hạn chế nó không có đâm chồi được anh em ơi. Quấn cái này, dải này xong cái mình quấn dây nhôm vô luôn thì nó không có bị chóc cái da này, mà nó cũng đỡ nắng cái cây mình ha. Nắng nó lên nóng cái dây nhôm nó đỡ có nóng qua cái thân cây của mình thì nó cũng đỡ một chút, nó đỡ bị hư. Thì cái này mình thấy nó đổ này chưa đã nữa anh em ơi. Giờ mình định vô một cái con dây, mình vô con dây mình cho nó đổ ngặt xuống chút xíu nữa anh em ơi. Đó, cho rồi nó đổ lòng thòng xuống như cũ nữa nha anh em. Rồi giờ để mình vô con dây mình làm nha anh em. Rồi tí xíu nữa mình quay lại cho anh em xem. Cái cây này nó có cái bộ đế cũng lạ lạ nè anh em. Đây là mặt tiền của nó nè. Còn nhỏ anh em ơi, cây của mình mini không nha anh em. Mini thì phải chịu rồi ha. Rễ nó quấn quéo quằn quèo nè, một cục luôn. Cái này lớn không biết nó thành gì nữa. Rồi thôi để mình làm nha anh em, hồi xong mình quay lại cho anh em xem tiếp ha. Mình mới vô cái cọng dây nhôm xong rồi nè. Cọng dây nhôm này vô cọng dây bẫy nè mà uống cho nó chắc ha. Cái này thì mình vô giải rồi xong rồi mình cặp cây nhôm theo nè, đặng rồi mình quấn cái dây bẹ này quấn theo để mình uống, mình lắc nó xuống nữa ha, lắc thấp xuống nữa ha. Nó đổ vậy mình cũng chưa đã, nó dài lòng thòng nè. Đoạn hồi mình làm cái đổ treo thấp dưới luôn nha anh em. Cái cành nhánh đó nó phát triển rồi thì mình làm đã chặt được rồi ha, sống rồi. Ổn rồi chứ không sao đâu ha. Rồi để mình để cái máy xuống mình uống nó nha anh em. Nãy giờ mình uống rồi đó anh em. Nó không có cái phòng ở sau hơi khó thấy anh em, thì mình có lấy cái thùng xốp này mình làm cái phong cho anh em xem chơi ha. Cái này đúng ra mình uống nó cái chỗ cái con này nè nó thấp xuống chút xíu nữa mới hay, mà cái cây nó bự nó cứng nên hơi khó ha. Rồi giờ quay dài xuống dưới cho anh em xem nè, lắc lượng ha. Mình lấy cái này làm cái phong cho anh em xem nè, con tay làm tay quay tay cầm nữa anh em ơi, hơi khó đó. Giờ mình tạo cái tán nó vậy nè anh em, trước mắt tạm thời làm cái tán nó vậy nha anh em. Thấy cũng lạ lạ ha, sau này mà nó đổ mấy cây kia mà nó đổ dài nữa thì chắc có lẽ đẹp lắm anh em ơi. Đó, cái này hồi mình vô ở trên này hồi mình vô chắc chồng với mình phủ nó thêm nha anh em. Rồi chia sẻ cho anh em xem cái cây mình làm cái cây đổ chơi nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip kế tiếp ha. Rồi xin chào.